Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá cà phê trên kênh Phố Núi TV ngày 15 tháng 1 năm 2020. Các bạn xem video nhớ đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký, nhấn chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Giá cà phê trên thế giới tăng nhẹ trở lại. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 3 đã tăng 8 đô la lên 1.320 đô la trên tấn và kỳ hạn giao tháng 5 cũng tăng 9 đô la lên 1.338 đô la trên tấn. Tuy nhiên, các mức tăng nhẹ và khối lượng giao dịch ở mức trung bình. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng tăng nhẹ. Kỳ hạn giao tháng 3 tăng 0,35 sen lên 114,90 sen trên bao và kỳ hạn giao tháng 5 cũng đã tăng 0,35 sen lên 117,25 sen trên bao. Các mức tăng nhẹ nhưng lượng giao dịch ở mức cao trên mức trung bình. Tình hình giá cà phê trong nước, khu vực các tỉnh Tây Nguyên ngày hôm nay cũng đã phục hồi và tăng nhẹ lên 200 đồng trên 1 kg. Hiện giá cà phê đang dao động từ 31.100 đến 31.800 đồng trên 1 kg. Trong đó, giá cà phê mức cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk và thấp nhất là tỉnh Lâm Đồng. Khu vực tỉnh Lâm Đồng thì đang có mức giá cà phê từ 31.100 tới 31.200 đồng 1 kg. Trong đó ở huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, giá cà phê là 31.200 đồng 1 kg. Còn tại huyện Di Linh